So với mọi năm, mùa mưa năm nay đến sớm hơn, nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long sẽ cần phải lưu ý điều gì trong việc chăm bón vườn cây ăn trái ngay từ giai đoạn chuyển mùa, nhất là trong thời điểm giá phân bón tăng cao như hiện nay? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 22 tháng 5 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.